Các vị hôm nay đồ gỗ Đức Hiền sáng ngày 26 tháng 11 năm 2018 đồ gỗ Đức Hiền bán cho anh Ánh ở Thanh Oai ký bộ trường TK2. Tôi đang quay clip đây. Anh đăng ký đây. Anh ghi ngày 26 tháng 11 đi. Được rồi, anh sang bên đây. Anh sang bên kia chọn một cây trúc đấy nhá. Để đi theo bộ nó. Đồ nào? Anh vừa chọn cái nào rồi đấy? Anh cứ chín ba cái này nào đều trúc mà anh chọn cái nào chọn? Đấy ba cái giống nhau. Đấy cái này vừa anh chọn rồi, cái này chuẩn nhất. Cái này à? Ừ. Ký. Rồi. 26/1. Trên 18 xong. Cảm ơn khách hàng. Anh quay mặt vào đây các anh ơi. Ok, quay mặt đấy. Được rồi, ok. Chào anh.